Loạt ảnh cực quý về Tết Hà Nội Kỷ Tỵ 1989. Hội pháo nguy hiểm nhưng đông nghịt người, vui nổ trời. Người ta cứ nói Tết ngày xưa nghèo khó, nhiều bất cập, thiếu trên hụt dưới. Thế nhưng khi qua được cái thời ấy rồi, lại nhớ đến da diết những ký ức về một thời nghèo khó ấy. Thời ấy người ta có thể nghèo, nhưng tình người, niềm vui, sự háo hức lúc nào cũng hừng hực, sục sôi. Tết của những thời ấy mới đúng là Tết thật. Đánh đổi bao nhiêu cũng chưa đủ để quay lại hít hà chút hương Tết mộc mạc, giản dị thời đã qua. Vào mùa xuân năm 1989, David Alan Harvey, nhiếp ảnh gia người Mỹ làm việc cho hãng tin ảnh Magnum, ghi lại trong một chuyến thăm Việt Nam. Những hình ảnh ông ghi lại được vào cái thời ấy thường nhật, giản dị. Thế nhưng hơn 30 năm sau, khi nhìn lại, chúng lại thành những tấm ảnh quý về một thời gian khó ở Việt Nam. Đường phố Hà Nội ngày giáp Tết. Tết từ bao đời nay luôn là dịp để gia đình đoàn tụ, sum vầy, là khoảnh khắc thay da đổi thịt của mỗi người với những dự định, kế hoạch trong năm tới. Cùng quay ngược thời gian, trở lại thời xưa để thưởng thức không khí Tết rộn ràng trên các con phố cổ của người Hà Thành những năm 90. Người dân cầu nguyện tại một ngôi chùa ở Hà Nội vào dịp Tết Nguyên đán. Cảnh tượng đông như Tết ở Hà Nội. Tết mỗi năm chỉ có một lần, tiền tiết kiệm cả năm cũng chỉ chờ dịp này để tiêu cho thoải mái. Nào mua sắm bánh mứt chẻ thuốc tiếp khách, nào cắm thêm bình hoa tươi, nào mua cho con trẻ tấm áo mới. Tâm lý sắm Tết của người Hà Nội xưa vẫn như vậy. Khác ở chỗ mặt hàng mỗi năm lại thêm phong phú hơn, náo nhiệt hơn. Trẻ em trên đường phố Hà Nội ngày Tết. Em bé trên chiếc xe Peugeot. Có thể nói không khí Tết những năm 89 cũng không khác Tết này là bao nhiêu. Phiên chợ hàng mã ngày xuân như bộ mặt của Hà Nội luôn nhộn nhịp với những cành đào tươi thắm, những cây quất sai vàng, đồ trang trí rực rỡ. Tất cả tạo nên bức tranh đậm màu truyền thống, gửi gắm bao mong chờ một năm mới đủ đầy. Qua bao năm, truyền thống chơi đào, quất, ngày lễ Tết vẫn không hề phai nhạt. Cậu bé bán bóng. Hình ảnh của Tết xưa bao giờ cũng gắn liền với vẻ đẹp hoài niệm. Tuy cuộc sống còn khó khăn thiếu thốn, họ vẫn cố gắng mang đến cho con cháu những cái Tết đủ đầy. Tuổi thơ của người con Hà Nội là chiếc bánh chưng nhỏ được ông bà gói riêng, là sự háo hức, hân hoan khi được đưa đi thăm thú những địa điểm nổi tiếng ở Hà Nội. Ngày Tết ở Hà Nội. Hội rước pháo ở làng Đồng Kỵ, Từ Sơn, Bắc Ninh vào ngày Tết. Thời gian trôi qua, đời sống cũng có nhiều thay đổi. Thế nhưng, những kỷ niệm một thời về Tết những năm 89 tại Hà Nội sẽ mãi khắc ghi trong tiềm thức của người dân nơi đây. Cảnh náo nhiệt trong màn thi pháo ở làng Đồng Kỵ. Một người phụ nữ mặc trang phục truyền thống, trên tay cầm đĩa hoa quả cúng. Những tấm ảnh đó có những tuyến phố đông nghịt người, có lễ rước pháo ở làng Bình Đà, có cảnh người dân đi lễ chùa đầu năm, rồi cả những bức ảnh bình dị như em bé ngồi trên chiếc xe cũ, cảnh ông bế cháu đón xuân. Chỉ là những khoảnh khắc rất bình dị, nhưng người ta thấy được cả quá khứ trong đó.